Hiện tại thai nhi đã tạm thời an toàn, gia đình có thể đưa về nhà và theo dõi thêm. Tuyệt đối kiêng đi lại, nằm im một chỗ để tránh bị sảy thai. Alo, chồng hả? Vợ buồn quá chồng à. Lỡ như con mà có chuyện gì xảy ra, chắc vợ sống không nổi đâu. Em đừng có suy nghĩ tiêu cực, rồi sẽ không sao mà. Có phải vợ vô dụng đúng không chồng? Đẻ con thôi mà cũng khó khăn và khổ sở đến vậy. Em cố gắng lên nha. Anh luôn ở bên cạnh hai mẹ con em mà. Nghỉ ngơi đi. Anh vợ họp đây. Thương hai mẹ con nhiều. Nào, mẹ lau nước mắt cho con dâu của mẹ nhá. Con cảm ơn mẹ. Có phải là con làm phiền mẹ nữa rồi đúng không? Không đâu con. Con đang sinh cháu nội cho mẹ, mẹ làm sao mà là phiền được. Có một chút việc nhỏ bé này có đáng gì đâu hả con. Con đang bầu bí, con đừng có nghĩ ngợi nhiều nhá. Con phải vui vẻ lên nhá, để cho cu tí nó khỏe mạnh nhá. Để mẹ đi xuống mẹ nấu nồi cháo gà cho con ăn nhá. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ của mình á, bị đau cái chân như vậy mà mẹ cố gắng chăm sóc cho mình từ ly từ tí. Vậy mà mình nằm ở đây khoáng trách cuộc đời.